cho bác hỏi một tí. Bác là ai? Con không biết bác, bác đi ra đi. Không có phải, tự vì thấy con cầm mấy cuốn tập này nè, cái nhớ trường quá. Hồi đó bác cũng dạy ở đây, còn có cái cuốn nào mà không xài ông bán cho bác đi. Gì gì trời, không có. Bé ơi, nè, cái ông kia làm cái gì mà lo kéo học sinh tôi đó? Dạ không phải, hồi trước tôi dạy trường này, bây giờ về hưu rồi. Lâu lâu nhớ trường ra ngó một cái thấy con bé đó nó cầm cái cuốn tập đẹp quá nên là định mua lại thôi. Mắc cười quá, cái trường tôi làm những cái sở thú gì muốn tới tới mua. Chẳng là chỗ khác, tôi kêu bảo vệ bây giờ đó. Ủa bác cũng từng dạy học ở trường con hả? Đúng rồi, dạy từ lúc mới ra trường luôn đó. Xong mấy năm trước á là bệnh dữ quá nên là phải nghỉ. Ồ, à con cũng có cuốn tập in hình kỷ niệm trường này hả? Bán cho bác đi. Dạ thôi, đợt này con được trường thưởng nhiều lắm. Bác cứ lấy đi. Đâu có được, bác không có thiếu tiền nên cứ bán cho bác đi. Dạ thôi, tập này con cũng lỡ viết mấy trang rồi. Ủa chà, con học lớp chuyên hả? Chắc học nhiều lắm. Ăn may thôi bác ơi, con là xuất vớt mà, bị cô chủ nhiệm la hoài luôn. Đây đây, bác có đem cái cuốn sổ thống kê của bác, mấy cái kiến thức nào quan trọng hồi đi dạy là bác ghi vô đây hết rồi đó. Con coi cái nào mà xài được có thì xài đi. Bác đi về đây. Ủa bác ơi, bác để quên thẻ. À cái đó hả? Thôi cho con đó, để bạn bè ăn bánh đi. Ăn bánh bằng thẻ luôn hả bác? Chứ trong đó nó có 1 tỷ lận, bây giờ đưa tiền mặt cho con nặng lắm, sao con xách nổi. Đúng là không thiếu tiền thiệt. Nhưng mà thôi bác cầm về đi, con lấy cái cuốn này được rồi. Nị, đợt này em hạng nhất hả? Dạ cô, em cũng bất ngờ nữa. Nói đi, chép của ai? Dạ chép gì cô? Em hạng nhất thì chép ai được cô? Không thể nào trong vài tháng mà em tiến bộ như vậy được. À, bữa có bác kia cho em cái cuốn thống kê kiến thức á, siêu dễ hiểu luôn cô. Dễ hiểu hơn cô giảng nhiều. Em, đâu rồi? Ơ dạ cái gì đâu rồi? Bài thi của Nguyễn Thị này lớp cô đâu? Đây, cô yên tâm, tôi đang la đó. Đúng rồi, đúng là cái cách giải này rồi. Thầy của tôi đâu? Dạ thầy nào ạ? Người đã chỉ cho em giải bài toán này. À, cô muốn tìm cái bác kia đúng không? Đúng rồi, đó là thầy của tôi, cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường này. Nhưng mà mấy năm nay thầy bị bệnh á, thầy cắt mọi liên lạc với học sinh cũ luôn. Tôi không liên lạc được gì hết. Nhưng mà chắc là cô không kiếm được bác đâu. Tại sao? Corona đuổi về rồi mà bác cũng không thèm quay lại luôn. Cái gì? Cô mà không đi tìm được thầy tôi về, ngày mai cô đừng đi làm nữa. Cô có cần em dọn đồ sẵn giùm không? Dù sao ngày mai cô cũng không cần tới nữa. Bị mời phụ huynh 7X. Dạ xin lỗi cô, phiền cô quá. Rồi sao nữa? Sao mày đi học không? Nó học nó đánh nhau không vậy? Nó đánh con trước chứ bộ. Chứ còn mày trước không? Về nhà biết tay mẹ. 8X. Con có sao không? Dạ không mẹ. Ok cô nói đi, con cái nhà ai mà dám đánh con tôi? Thôi mẹ, bạn con xin lỗi rồi mà. Tôi là tôi phải gặp cái gia đình bên đó để nói chuyện gà lẻ mới được, không có được để chuyện này yên đâu. 9X. Alo, tối rồi còn chưa về nhà nữa mà còn đi chơi. Cái gì? Con bị chặn đường hả? Ở yên đó mẹ tới. Đợi mẹ tí xíu gọi cậu 3, cậu 9 nữa. Tụi nó là không yên với mẹ đâu. Gen Z. Alo, con bị chặn đường hả? Con gọi ba đi chứ, mẹ đang chơi game rồi. Nè, tôi thấy là đồ uống đồ của người ta mà. Gì mà của người ta? Để tao thấy được thì là của tao. Của mày cái khỉ á, của anh đẹp trai mua để đây nó mua cho em gái anh mà. Gì? Vậy là tao sắp có chồng rồi hả? Sơ, nằm mơ. Thôi lỡ rồi mày uống đi nè. Lỡ gì mà lỡ, vốn dĩ là của tao mà. Im lặng cho tôi coi cái gì mà ồn như cái chợ vậy, đi từ đầu bên kia hành lang còn nghe. Giới thiệu với các em, đây là anh Tý, tốt nghiệp năm ngoái rồi. Bây giờ về trường để chia sẻ kinh nghiệm học tập cho mấy em đó. Đẹp trai quá à. Cái này anh mua cho nị em gái anh mà. Hả? Thấy chưa? Đỏ quần chưa? Tao đã nói là người ta mua cho em gái mà. À mà không sao. Vậy là anh định cho. Cái đó 20 ngàn, em đưa tiền mặt hay chuyển khoản? À cô trong trường kiểu. Kỳ này điểm thi ổn đó, tiếp tục cố gắng nha. Dạ. Ủa vậy thôi hả? Tiếp tục cố gắng, tiếp tục. À ý là đề thi dễ quá, điểm những còn cao. Cô Ala, kỳ này cô ra đề dễ quá, lần sau ra khó hơn đi. Dạ, nhưng câu khó nó đã chiếm 30% đề bài rồi, đề này là tương đối khó rồi đó. Không được, phải là cái đề mà cô cũng không giải ra đó mới được. Dạ. Mẹ ở nhà kiểu. Tại sao chỉ thi có 1 điểm? Dạ đề khó quá, trường con không ai làm được á đó. Không có nói nhiều, cẩu đầu đau đợi lệnh. Là Gen Z. Dạ cô Nan đưa con đi học, cho em nói vài câu với con em nha. Sao á mẹ? Có để quên đồ đừng gọi cho mẹ nha, mẹ đi quýnh bài rồi, không có rảnh em tới cho con đâu. Con trai chưa, tự kiếm gì ăn đi nha, chứ mẹ có rảnh đâu đem đồ ăn cho con. À mẹ cũng vậy nha. Ủa con gái về rồi đó hả, đói chưa, muốn ăn cái gì? Dạ con ăn. Ăn gì nói với bà ngoại đi chứ mẹ có biết nấu đâu. Nè con có để ý không, bà ngoại lớn tuổi rồi mà cứ phải nấu cơm tội bà. Dạ đúng rồi đó mẹ. Nên con học nấu đi, nấu cho mẹ ăn. Ủa mẹ giáo
gì chủ nhiệm bắt con làm bài tập online mà còn phải share lên trang cá nhân của con nữa. Đâu để mẹ vô report. Mẹ cô nhắn lại rồi nè, bài tập hôm nay không làm nữa, lý do sập web rồi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đi họp này giữ trật tự lớp cho cô. Dạ. Ê, giáo viên chủ nhiệm lớp mày đâu rồi? À, cô đi họp rồi. Mày đang làm cái gì vậy? Cô kêu tao giữ trật tự lớp, mày về lớp mày đi. Không được, hôm nay tao sẽ làm thay mày. Ê, giáo kia ai cho nói chuyện hả? Ê, tao đau bụng quá, tao lên phòng y tế nha nè. Mày, ngồi đó ai cho mày đi? Hôm nay tao thay con này giữ trật tự lớp cho tụi bay. Tụi bay mà đứa nào dám đi ra ngoài được ghi tên số bài đó. Mày đi đây, tới để đó tao. Mày dám ra hả? Tao ghi hai lần luôn. Ê, nè. Ê, nè, mày để tao thay mày giữ trật tự lớp đi. Hả? Ờ, cả lớp. Ra mút nó. Cô bắt học mùa thêm. Tao đói quá à. Tao cũng đói nữa. Hàng đỡ miếng bánh đi. Ok, ok. Đó cô, đầy đủ ăn dụng trong giờ học. Nó có sách, nó có chương. Ai em hay quá ha. Tôi thấy là em không có làm gương gì cho Bích Nụ hết trơn á nị. Tôi thì phải mời phụ huynh em mới được. Không được đâu cô ơi, ba mẹ em đi công tác nước ngoài hết rồi. Khỏi, tôi có số của ông ngoại em, mẹ em đưa cho tôi rồi. Nói là ông ngoại em ở gần đây lắm, gọi là có mặt liền. Dạ ông ngoại em càng không được cô. Tôi đổ chuông mở mắt lái trơn vậy. Ủa corona cô gọi tôi hả? Gần lắm á cô, lớp mình kế bên phòng hiệu trưởng mà. Tự nhiên tới mùa lạnh kiểu. Dạ thưa cô, muốn lấy số chia, lấy số bị chia cho thương. What? Thương cho tấm ơn cơ hàng, nghe nhìn như con đò sáng niên. Đi ra ngoài đứng cho tôi. Không được đâu, tôi nghĩ là mình nên... là mình nên dịu dàng thôi. Dịu dàng dữ chưa? Mày sao vậy nụ? Nụ, mày ổn không nụ? Gì mày? Rồi Bình Phương cạnh Huyền Bằng tổng Bình Phương chi đường kính nhân 3.14. Công thức mới đó mấy em chép vô đi. Phương có gà không mà? Mày còn ghế vô nữa. Tôi kiểu. Lần này thi cũng được đó. Dạ cô, nhưng mà học kỳ này được chắc gì học kỳ sau cũng được nên ráng đi. Lần này thi ổn lắm nha. Bình thường siêu quậy vậy mà học hành cũng được quá chứ. Dạ em may mắn rồi cô. Cô nói em rồi mà em không tin. Em là thiên tài nên phải cố gắng và tự tin lên biết chưa. Nè cái em kia. Dạ. Ai cho em trang điểm đi học? Em chỉ xài kem chống nắng thôi mà cô. Tại do này nắng gắt quá. Không có được. Đi học mà làm cái gì tùm lum như vậy. Mời phụ huynh. Này mới cắt tóc hả? Dạ đúng rồi cô. Nhuộm màu nhìn tươi á. Dạ. Rồi đi học thì bớt chạy nhảy lung tung lại. Con trai gì đâu mà lúc nào quần áo cũng nhăn nheo à. Rồi cả lớp vô học. Chị kia bỏ cái gương xuống. Con này có chơi game không? Dạ không. Rồi nó học giỏi không? Dạ có. Đó, con nhà người ta không có chơi game mới học giỏi đó. Mày còn ngồi chơi nữa. Cũng là mẹ. Con này có chơi game không? Dạ không. Rồi nó học giỏi không? Dạ không luôn. Đó, nó học không giỏi nên nó mới không dám chơi đó. Mày còn ngồi chơi nữa. Chỉ cần em kèm cho con chị nó học đàng hoàng thôi. Chứ thành tích của nó thì bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Chứ chị không mong chờ gì lắm. Dạ chị, em sẽ cố. Ủa mẹ, ai đây? Ngủ tới giờ này mới chịu dậy. Chào cô đi, gia sư mẹ mới mời về cho con đó. Mẹ thiệt tình, nó có mời gia sư thì con cũng học vậy thôi. Không có nói nhiều. Ở nhà mà học hành đàng hoàng đi, mẹ đi chợ đây. Thiệt tình đó. Chào cô, con tên Nị. Con cho cô hỏi là tình hình học tập của con hiện tại như thế nào vậy? Dạ thì đó giờ vẫn vậy đó cô. Cụ thể là tầm mấy điểm vậy? 7 hay là 7? Đó giờ con chưa bao giờ được 7 luôn á. Căng vậy luôn hả? Vậy hạn trong lớp của con là khoảng 20 không? 20? 20 là quá xa luôn á. Quá xa luôn hả? Cô đợi tí xíu đi, con lấy sách ra. Cô giữ giúp con đi, để lát con bỏ vô kho. Bản danh dự, giấy khen học sinh giỏi. Ủa con? À cái này là của năm ngoái, năm nay có nhiều gấp đôi á, để chật nhà lắm nên cất vô kho đi cô. Sao con nói con chưa bao giờ được 7 điểm? Dạ đúng rồi, lúc nào con cũng đạt điểm tuyệt đối mà. Như vậy con còn học gia sư chi nữa? À tại giờ con học hết chương trình cấp 3 rồi, thầy cô kêu hỏi khỏi tuần đi học nữa để thi học kỳ thôi. Mẹ con sợ con nhà chán quá cô. Vào lòng đất. Alo, mày tới đâu rồi? Tao đang đợi xe. Ok, nhanh lên đó nha. Ok, để tao đợi nhanh hơn. Ủa sao mẹ gọi điện thoại bàn vậy ta? Alo mẹ. Ủa con có ở nhà không? Dạ có, con tàn hình người đó mẹ tìm con đi. Hello. Ủa về rồi hả? Chưa có về, cái này chỉ là ảo ảnh thôi chứ thật sự là tao còn đang đầu đường á. Alo hên này, em nghe nè. Em ngủ chưa? Ngủ rồi bay. Mày đang đâu rồi? Tao đang trên xe bus rồi. Nhanh lên đi. Ok. Chú xuống đi, con lái cho. Thế giới ngược. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì bắt cầu kiều. Trời đất ơi. Ai
cho em học bài trong lớp hả? Em nhìn tí đi, vô lớp là phải ngủ đàng hoàng biết chưa? Dạ cô. Đi đâu đây? Dạ cô, nên em đi trễ do kẹt xe á. Vỗ tay lên cả lớp. Cả lớp phải noi gương bạn nị, đi học trễ thì mới được khen thưởng biết chưa? Rồi giờ cô phát cái bài thi hôm trước nha. 10 điểm nè. Cái gì vậy nè? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi thi mà 10 điểm em làm cô hất giọng hết sức vậy đó. Tí 2 điểm. Wow. Tí em cố gắng phát huy lần sau 1 điểm cho cô biết chưa? Cô yên tâm, em sẽ cố gắng thấp điểm nhất có thể à. Nói chuyện đi vào lòng đất. Ê, đưa tao cái sạc điện thoại đi. À nè, ủa mày cần sạc điện thoại chi vậy? Để đeo lên trên cổ vậy nè, chứ không phải để sạc điện thoại đâu má. Ủa đồ tao đâu mất tiêu rồi, mày để đâu mà mất? Tao mà nhớ thì tao còn mất nữa không? Ê nệ đi học đi mày. Nay tao xin phép nghỉ bệnh rồi mày. Ờ, mà mày xin nghỉ bệnh để làm gì á? Mày đoán xem. Ủa vậy là hả, ăn gì chưa? Ăn rồi, nãy mơ là ăn rồi. Ủa mấy giờ rồi mày? Giờ hả? Không má, tao hỏi ngày mai. Em Z làm mẹ. Alo, đi học về nãy giờ rồi hả? Ừ, thôi ăn cơm học bài đi nha. Nay mẹ tăng ca về trễ lắm vậy nha, bye bye. Chơi game hả? Cái gì? Đóng quỹ lớp 50 cành. Đợi mẹ xíu. Alo mẹ bé Na, quỹ lớp bao nhiêu cành vậy chị? Hả? 75 cành. Mẹ bé Nụ, quỹ lớp bao nhiêu cành chị nhớ không? 25 cành. À, dạ cảm ơn. Thi sao rồi con? Dạ con thi cũng được mẹ, mà chưa biết điểm đâu mẹ. Mẹ có đề thi đây, làm một lần là biết mấy điểm rồi. Qua nhà Bích Nụ chơi. Ok đợi mẹ xíu. Alo, Nụ có nhà không chị? Qua nhà nội chơi rồi hả chị? Bài tập toán sao mẹ biết làm? Tụi con phải nộp bài ngày mai đó mẹ. Nếu mà là bài tập Anh á, mẹ biết làm hả? Mẹ chỉ con đi. Thì mẹ cũng không biết làm.